Quang Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh nha. Thì hiện tại giờ quý cô chú anh chị ơi, đoàn xe 16 chỗ đến viếng mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ngay lúc này thì Duy Minh thấy đi đường này nè cô, đường này là đường vô mộ của chú Vũ Linh nè. Dạ. Đóng đóng cái cửa lại cô cho dễ đi cô. Đó. Ủa, quê hương của Duy Minh. Rồi, bà con bên ngoại Duy Minh tới luôn. Bà con bên ngoại Duy Minh tới, quý cô chú anh chị. Bữa nay bà con được xem phim ở trời. Dạ. Đi ngồi đây mình đi kiếm vòng vòng thấy hồ luôn. Dạ. Đi vòng 2-3 vòng luôn. Gì hả? Trời ơi, không hỏi tụi con. Bởi vì mình ngồi đây 6 rồi, bên 6 rồi, có 3 năm mộ của bên 6 rồi. Bên ngoại anh gì à? Bên ngoại anh tới. Bên ngoại ở cơ Đồng Tháp. Trời ơi, Vũ Linh đó, cách mà tới bây giờ đó mới được đi nè. Trời ơi, quá quý rồi. Rồi đi đoàn kêu mấy bà đi đó, mới đi được đây nè, mừng muốn dạ. Cách nha. Ồ, mừng vui lắm, vui lắm. Trời ơi, vui gặp lắm. Vũ Linh đây là, chú Vũ Linh đây là khỏe dữ lắm rồi, đó. Trời ơi. Đây. Bị đi tuốt. Rồi bà con bên ngoại này nhỏ cháu gái nè. Rồi đẹp gái quá. Bà con bên ngoại chú ủa của Duy Minh ta. Bên ngoại của Duy Minh đó cô chú anh chị. Cái cặp đồng này cũng mới làm. Dạ lâu rồi bà. Lâu rồi hả? Dạ. Mộ này chết mới làm mộ lên. Của Thanh Trung Huệ. Dạ đúng rồi chú. Đó Thanh Trung Huệ đó. Đó mộ này của Thanh Trung Huệ nè. Để nhìn cái ao trọt hết là biết rồi. Ao trọt hết. Rồi vô đi cho chú, vô bên trong nè chú. Quá còn khóc chứ, ai khóc chứ hả? Khóc luôn rồi. Ui, trời trời. Vô vậy à? Bà khóc, bà khóc. Quá trời, quá trời. Xúc động một cái gì vô. Rồi đi lên, đi lên, đi lên. Ủa, này hả? Ôi trời ơi, khóc rồi. Trên này chị đang coi rồi, bông qua đây nè, biết bao nhiêu đó mà đi. Ồ, bà ngoại. Sao mà đi được. Ôi trời ơi, ngoại khóc cái thương dữ nghe trời. Trời ơi. Khóc dữ rồi ngoại ồ, ngoại khóc dữ hả? Gác đồ vô chứ. Trời bà không ngủ, bà coi tới xa. Coi hoài. Bữa rồi trôn rồi, bà không đi được rồi, bà nhà bà tắt dữ lắm đó. Ồ, ngoại ơi. Nói gì còn năm nói đi sao bây giờ chung chỗ bao xe đi tặng bà con ta đi tặng cho tôi đi xuống hồi mà còn chưa làm mồ được tặng đi xuống tặng coi hình đồ của trời ơi nó đẹp gì đâu giờ con mình nằm vậy có đâu có hình hồi đó hình ngoại bữa nay ngoại lên tới mộ cậu là ngoại thấy sao trời ơi nó vui gì đâu quá khỏe luôn khỏe luôn ha trời ơi nước gì đâu ờ mãn nguyện rồi đó đó về nó nói cho ba đi diễn cái nói với bà đó bà xe rồi về bao giờ bà nói đi cúng này cúng kia tôi nói giờ cúng đâu cúng mà đi về Vũ Linh là tôi đi không đi không thấy tôi không đi cho đi đi tới đây xúc động quá đi đó đi đây đi rồi về viết Vũ Linh mà tôi mới đi không ấy tôi không đi đêm nào tôi mở tới 12 giờ đêm nghe hoài không có thôi còn mới chết đó tôi coi nhân tới mà đem ra mộ đồ trời ơi tôi coi hoài viết rồi thằng con mới hôm cũng coi Vũ Linh hát nè cái lương 10 giờ là tôi coi hoài vậy đó dạ. Chồng á coi viết cái chồng đó nữa đâu nữa coi chồng hoài luôn chồng chơi gần rồi Vũ Linh mà có Vũ Linh là tôi coi nha mà không có Vũ Linh là nghỉ qua đó đi dạ. Để qua nữa sao coi nữa tiếp tục coi coi Vũ Linh là coi sáng đi có hết tuần đó là tới 12 giờ rồi yeah. Mấy đứa này nó la hoài 12 giờ phía ngoại thấy lên tới đây là ngoại hết mệt luôn mà hết rồi mẹ le luôn cái từ Vũ Linh này mẹ dữ lắm rồi mới con mới mà tại đi có ai rồi mình không chôn hết trời ơi sao mà mừng Vũ Linh đó rồi bả đi chứ nhất quyết là phải đi cho được mẹ có anh Vũ Túc Đạt nè mấy chú chị Túc Ba chú chạy qua bà đi bà xe tôi đi đến đây được rồi vậy mà không hoài nghèo rồi cứ hoài không được bà này cũng đi cúng nè tôi nói giờ bà cúng nha lại cúng đâu cúng mà bà đi đây tôi mới đi bà này ngoại lên tới mộ cậu rồi giờ ngoại cũng lắm. Muốn nói gì với cậu không giờ cậu á thì giờ mình bà này ước đi cho đỡ đi về Tây Phương ấy đi rồi nữa độ thế giới nói cũng quen rồi thế giới từ lạc hả dòng màu mà còn năm sống sao mất vậy và đổ cho bà sáu khỏe mạnh đó bà sáu đi viếng nữa có khỏe rồi đi viếng nữa có đi là nói ra giờ bà yếu rồi đi cũng không có cái gì hết trơn đó đi lật đật đi con ốp vàng thôi cũng
rồi dùng dùng thôi chứ không có gì, nãy người ta ăn đốt cả biểu đốt chưa chưa ta đốt nhang trong này đó, mừng quá gặp mừng quá quên đốt nhang rồi. Bà ngoại nói để lên tâm sự chút cậu, mà lên gặp cậu là ngoại quên hết luôn. Quên hết trơn rồi. Quên rồi. Quên rồi. Quên rồi. Bây giờ thôi giờ gặp nó nói gì đó. Mừng quá ha ngoại. Mừng quá quên hết. Bây giờ sau đó đổ gia đình mẹ thằng bà có tiền đi giết hoài chứ. Có tiền có bạc là mướn xe nhiều à đi đó. Nếu mà đổ mà bây giờ cái này đi cái này là đi mà đâu có đi được mà mình gặp mà kia giờ. Bó chậu dừa đó chuốt tối ngày bó không à, mình gom tiền đưa thông cộng năm không đi mà cứ đâu có đâu mà tới bao xe dòng tiền có nhiêu đâu, đây có 40.000 hả đó. Bó mua chổi bó ngoại ơi, biết bao lâu rồi giờ đủ rồi ngoại. Chuyến này mình đi hết bao nhiêu tiền ngoại? Đi thì được. Tiền xe hết bao nhiêu ngoại? Đi cháo bao. Cháo được. Cháo bao ha. Tiền xe 300 mấy cháo bao. Cháo ngoại cho. Tưởng đâu con tưởng đâu mà ngoại đi chuyến này mà ngoại nhiều dốt chổi mấy bữa rồi rồi. Còn năm là còn năm độ đi đặng cho thẻ bắn rồi có giờ tiền bà đi đây. Đi giếng được. Bà nhìn đi cặp mắt ông muốn đổ lệ nữa rồi kìa. Trời ơi, năm khóc hả ngoại? Đêm nào cũng đây. Đêm nào cũng coi Vũ Linh hợp coi. Coi tới nào hết. Mắt cũng đang đỏ rồi. Chứ không có phải. Thì đỏ đúng rồi. Mắt chú đổ đỏ luôn nè. Cũng may dữ lắm. Trời ơi, mắt cậu đỏ. Là dốt con năm cái đi. Quá xúc động. Hình đôi 3-4 tiếng anh ăn thờ ơi, nó ham quá trời. Đi không ai mà cho mình đi hết trơn. Có ai đi đâu? Ngoại lên đây đứng luôn đây ngoại. Chú thương người lắm á ngoại. Dạ, cho hai bà ngoại lên đi. Hai ngoại ngoại của anh đó nghe Hải. Em không có dành đâu. Biết Vũ Linh hồi còn đi hốt thuốc ở trại Vinh là hốt thuốc thang thang. Hay ngoại như mình tội nghề phong dốt từng cái gì? Ngoại nãy ngoại chổi. Ngoại nói là mắt cậu năm đỏ hả? Đó đúng rồi đó. Ngoại ơi. Ngoại. Ngoại á. Từ ở Tâm Nông Đồng Tháp. Đó. Tâm Nông Tháp trồng biển với em luôn. Đây nè, cái cảm động cái này không phải là nghèo khổ gì mà cảm động thương cái người già thôi. Dạ. Với cái linh hồn thì con lắm. Dạ. Xuống hơn vô luôn hả? Không có tội lỗi gì hết. Dạ. Hai bà ngoại nói quá trời hay luôn. Dạ. Nữa có giấy rồi có tiền nhiêu là nó thấy học lúc xe nhiêu. Cái mặt của cậu đỡ nào quá. Nhưng nhìn nó thấy đi cái lễ cái gì đó đi. Nghe được cái đi. Dạ. Linh hồn của chú mà nghe hai bà ngoại nói một cái là thôi đi. Cái đời ở làm phước thì có bao nhiêu con. Dạ. Ờ, chị hôm lâu mà nghe được hai bà ngoại mà lên nói ba mình như vậy chắc thôi đi. Chắc là chị hôm lâu nghe được cái video này chắc chị chứ. Bà Sáu ở Đồng Tháp, bà mê từ lúc chết tới giờ là bà. Dạ. Hôm sáng thì mà coi hết cái lương nó mượn. Chị hôm lâu mà nghe được hai bà ngoại mà nói với ba mình như vậy chắc rơi nước mắt luôn á. Rơi nước mắt luôn á. À. Phải giỡn đâu ạ. Chỉ là lên là để thăm nhiếm ngộ thôi. Ai bông này là mỗi ngày ta vô ta cắm hay là sao? Quá trời quý rồi. Bà ngoại ra đây nói nữa nè. Đó, bà ngoại quá trời. Giờ cái đưa đi hết rồi. Xúc động quá quý cô chú anh chị. Giờ mình thấy sầu. Thấy thương bà ngoại quá. Đây là con cháu. Ngoài đi thắp hương xung quanh luôn nghe quý cô chú anh chị. À, chuyến này lên con chúc cho ngoại được mạnh giỏi ha ngoại. Dạ. À, lên rồi quay lại cho con nghe. Thôi, gặp ở Tân Long Đồng Tháp. Chào con. Ừ. Chào quê với mình. Ở Tân Cường, xã Phú Cường. Này là cảm động nói cho rành rẽ cho Long nó biết. Dạ. Về đây. Dạ. Xã Phú Cường hả cô? Ờ, xã Phú Cường, ấp Tân Cường, xã Phú Cường. Con năm gì? Con năm gì? Con năm gì? Chọc ngoại à. Cô là sao với ngoại cô? Cô là sao với ngoại? Đi chung chiến xe mà. Dạ con biết đi chung mà có bà con gì không? Con biết đằng này
là người Công giáo không, chỉ có một người này rồi đi lên gặp mộ này là thầy đi theo thôi, chứ người Công giáo thì cũng dạ. Nhưng mà có duyên, có duyên ha, đặt đi vô cho biết cái bộ phận này, chứ còn cái tiếng này là nghe lâu rồi. Dạ. Cái tiếng này cũng năm tới gì tiếng lành đồng xa rồi á, nghe được là đi đi lên. Nhưng bây giờ mà nằm cũng chưa yên. Đi lại coi là có cái mà nhà thôi, cái của Vũ Linh luôn nữa. Mình được chết không yên, khóc lóc hoài. Ngoài đi quê đâu mà cùng quê cái em luôn đó, Tâm Nông luôn á. Con ở xã Phú Hiệp. Dạ. Con lên đây cô chia sẻ từ lúc chú mắt đến giờ mà. Dạ, Duy Minh Vlog á là cô vô là cô thấy à. Con ở Tâm Nông. Ở Tâm Nông. Con ở xã Phú Hiệp. Ở xã Phú Hiệp tao ở Phú Cường. Mình ở Phú dạ. Cường. Con có một bạn Quyền là nó bán điện thoại ngoài đó đó. Ờ này ở Phú Cường, anh Tân Cường ở xã Phú Cường. Dạ. Đừng nước bà bị bọ. Dạ. Đó, đừng nước bà bị bọ thì kế bên đó. Dạ. Nên lên đây đừng nước bà bảy. Con biết chỗ đó mà. Ờ. Ừ. Nhớ mấy cái bông này là hồi đó bông kia rồi con tù lại ăn. Rồi mấy ông thức phơ rồi lại dẹp dọn vậy. Rồi, vậy là con biết là bà ngoại là xem video con nhiều nhất rồi. Trời ơi con dữ. Tại vì con hay quay mấy cái đó lắm. À, dẹp bông, dẹp hoa. Rồi, đúng rồi. Không, thấy không, phải không? Thấy không? Ngoại, ngoại biết kênh nào không? Ngoại biết kênh nào không? Mà không biết luôn nữa, giờ quên. Duy Minh Vlog. Ờ, bị lắp ra đây vòng vòng rồi cái cô vậy nào là mới có lên YouTube rồi đó. Bây giờ chút xíu lên luôn chứ không mà dậu nhà nó bắt. Dạ. Tôi có nghe dậu hay lắm tối ngày vụ này. Tùm lum dạ. Nó coi cái vụ tranh chấp đồ này kia nọ đó. Ê, con đi đốc dạ. Chứ cũng quẻ con dài dài đi con. Rồi, con xin đại diện cho mấy anh em chúc cho bà ngoại, hai bà ngoại với bà con bác ở quê mình Đồng Tháp được rồi dồi dào sức khỏe nha. Dạ. Rồi, hai lần sao vô mắt hoài tại. Thôi về. Dạ. Thoải mái rồi. Thoải mái rồi ha. Như vậy là vinh quang hơn ai rồi. Vinh quang rồi ha. Nhưng mà con có cái còn đau lòng lắm. Dạ. Đi. Sao hả ngoại? Sao còn đau lòng? Con đau lòng con dình dực. Dạ. Con dình dực. Con đau lòng. Dạ. Chưa đi được. Dạ. Chưa đi được còn lẩn quẩn. Dạ. Thôi đi về, ở đây hồi nói bậy. Dạ. Dạ. Đó. Ôi quá trời ơi. Quê hương Đồng Tháp, Dì Minh, quý vị chuyên dạy tỉnh hay chia sẻ thăm mộ của chú Vũ Linh. Dạ. Chứ không phải như mình đâu. Dạ. Vào vậy chứ chết còn khổ. Bên đây đá qua bên kia đá lại. Chị chết bằng. Dạ. Về con ơi. Dạ, rồi chúc ngoại trên đường thuận lộ bình an nha ngoại. Dạ. Hả, ăn cơm hả? Ờ, ăn cơm đi. À, Dì Minh cũng xin kết thúc video tại đây ha. À, bà con cô bác xem video đừng quên nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh Như Minh. Mình chân thành cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều. Chúc cho bà con cô bác thật là nhiều sức khỏe ha, và sự bình an. Con chào chú.